Xin chào tất cả anh chị đã quay lại với kênh Bình Dương TV. Hôm nay Bình Dương sẽ tiếp tục làm hiệu ứng chữ intro cho video. Hôm nay Bình Dương sẽ làm một ứng dụng nó hơi phức tạp hơn tí. Đầu tiên Bình Dương sẽ vào phần mềm KineMaster. Mình vẫn tiếp tục chọn là 16 chính. Mình sẽ chọn hình nền. Tùy thích mình nền nào cũng được. Tí mình vô mình sẽ xử lý sau. Thường thường intro khoảng 10 giây được rồi, mình sẽ chọn 10 giây thôi. Rồi, mình chọn đây là màu xanh dương đi. Chọn là sẽ giống như video trước. Rồi, bắt đầu mình chọn văn bản. Em Dương sẽ đánh kênh luôn đi, Bình Dương TV. Rồi, mình chọn phông chữ cho nó phù hợp. Ở đây Bình Dương chọn phông chữ này tại Bình Dương đang làm cái hiệu ứng chữ này giống như lửa. Rồi, ok, kéo ra cho nó bằng với hình nền luôn. Màu mình sẽ chọn là màu xanh lá cây để tí mình ghi cho anh dễ. Mình sẽ điều chỉnh cho nó hợp lý được rồi. Mình phải tính trước phù hợp với video của mình đã. Rồi, mình sẽ chọn cái đường viền. Ở đây Bình Dương sẽ chọn màu trắng. Ok, rồi đậm quá mình cho khoảng 8 là được rồi. Ok, rồi mình sẽ chọn hiệu ứng luôn. Trong hoạt cảnh mình sẽ chọn hiệu ứng cho nó eo ra từ trái sang phải đi. Nhanh quá mình sẽ cho nó chậm lại tí. Rồi, ok. Cái máy này Bình Dương sẽ làm nhanh tí. Tại vì như mình cái phần này thì video trước Bình Dương cũng đã làm rất là kỹ rồi. Rồi xong. Mình sẽ cũng vào phần mềm KineMaster, mình sẽ chọn một cái video mới 16 chính luôn. Nhà mình sẽ chọn video mình cần bỏ trong cái chữ của mình. Rồi, mình sẽ chọn phần Bình Dương đã download sẵn một số cái đây, cái này. Rồi, mình chọn bỏ này đi. Ở đây mình lấy ngay chỗ này đi cho nó đẹp. Rồi, rồi mình bỏ vào lớp, mình lấy cái video mình vừa export ra, mình chọn full luôn. Ok, rồi bây giờ đầu tiên là mình sẽ bỏ cái màu xanh lá cây đi. Mình chọn phím chroma. Rồi bật lên. Mình chọn màu xanh lá cây. Rồi ok. Rồi mình đã có cái video nằm trong chữ rồi. Rồi mình bắt đầu export ra. Rồi xong, mình mới vừa export ra. Và mình tiếp tục mở thêm một cái folder mới, chọn 69. Giờ bắt đầu mình sẽ chọn video mình cần làm intro. Ở đây Bình Dương đã có chọn sẵn rồi. Ok, đây đã là video này đây, để phóng to ra tí. Mình sẽ đem cái lần này qua bên trái miếng để cho lên cái chữ nó vừa. Rồi mình chọn đây và mình chọn ghi máy ra, mình phải zoom ra miếng. Rồi mình chọn đây vị trí bắt đầu và vị trí kết thúc bằng nhau. Đấy, rồi mình chọn là xong. Đó, video nó sẽ đi ngang qua một miếng rồi.
Tùy mình thôi, mình chọn sao cho nó ok được. Rồi chữ Bình Dương sẽ xuất hiện từ đây. Rồi, chọn lớp, mình chọn phương tiện. À, lấy phiếu mình vừa export ra. Và mình cũng chọn full luôn. Ok. Rồi. Đó, chữ hiện ra đây. Rồi, mình sẽ xóa cái màu xanh dương này đi. Đấy. Ok. Đấy. Bây giờ muốn cho nó đẹp hơn, mình cho cái chữ này sẽ áp vào ở trong video luôn cho nó đẹp hơn. Rồi, mình sẽ chọn xuống phần clean đây. Rồi mình chọn overlay. Tại mấy cái phía dưới là mình cần phải phần mềm trả tiền mình mới xài được nên mình phải chọn overlay thôi. Nó sẽ áp video chữ vào video liền. Đây. Đấy. Rồi, là xong một bước. Và mình chọn trong hoạt cảnh là fade in á, mình sẽ phải cho mờ dần. Ok. Và fade out á thì mình sẽ chọn mờ dần luôn. Ok. Rồi. Mình muốn cho nó có đẹp hơn tí nữa là mình sẽ chọn dạng di hiệu ứng lửa cho nó bay qua để chữ nó xuất hiện nó sẽ hay hơn. Rồi mình vừa chọn phương tiện đây. Rồi cũng chọn full màn hình luôn. Đấy, mình sẽ lấy từ đây cho thôi ngọn lửa nó bay qua thôi là mình dừng lại. Rồi mình cắt mình bỏ khúc sau đi, mình lấy khúc đầu thôi. Ok. Và mình cũng làm tương tự. Mình sẽ áp cái video này vào trong cái video trước. Mình cũng vào phần pin nè. Mình chọn overlay. Ok. Đó, mình thấy nó, nhưng mà mình thấy cái hình đó nó không được đẹp. Phải cân chỉnh lại. Ở phần điều chỉnh đây. Đó, anh chị và phần điều chỉnh nè, mình chọn cho nó cân bằng cho nó thấy nó đẹp hơn là được. Rồi ok. Xong mình cũng chọn hoạt cảnh in out cho nó mờ dần cho nó mịn hơn. Rồi ok. Đã xong. Cái video gốc của mình thấy nó có một số cảnh nó đơn điệu á, mình cần muốn thêm thì mình thêm, tùy sở thích của mỗi người thôi. Đây mình Dương sẽ thêm một cái lớp nữa đi. Download đây, chọn cái này đi. Ừ, cho nó ấn tượng hơn. Rồi bung ra. Rồi mình Dương cũng chọn cái bộ linh nè, mình chọn overlay luôn. Cái này thử nha. Đó. Nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ mình thấy chữ nó mờ hơn tí thì mình sẽ tạo thêm một lớp chữ giống y vậy nữa. Lớp mới đi cho nó lẹ. Đây, chọn full. Cũng là cái chữ nãy thôi, nhưng mà ăn gian mình tạo thêm lớp nữa. Rồi, giao à. Rồi, ký ra. Đây, mình cho nó lên đầu tiên. Đưa lên đầu tiên. Rồi. Đó. Đó, chữ mình sẽ rõ hơn nhiều. Đồng thời mình muốn thêm chữ gì nữa thì mình cứ thêm.
Đây Bình Dương sẽ thêm giống như video trước đi. Chia sẻ edit video gì đó. Rồi. Tạo một cái lớp. Rồi, đánh nhân mạng vô. Chia sẻ edit video. Rồi, ok. Đây, kéo xuống đây đi. Cho nó cân bằng là được. Mình chọn phông chữ. Chọn phông chữ nào đẹp đẹp. Đây đi. Ok. Đây, muốn cho chữ nó ấn tượng hơn thì mình cho nó từ nhỏ đến lớn đi, cho nó đẹp hơn. Đây. Rồi, bên cuối đi. Rồi mình kéo ra. Đấy. Rồi mình chọn. Đây là cái là nó sẽ tự động nó sẽ lớn dần đi. Đó. Làm thanh ngang nữa cho nó đẹp lên tí. Vào lớp mình chọn công cụ Headline. Dễ 1-2 ngàn nữa. Cái đó là này tùy hệ sở thích nên chị thôi. Đây. Xong. Rồi. Giờ mình bắt đầu áp hiệu ứng vô. Này cho nó hiệu ứng mờ dần đi, mờ cho nó gì nè, lẹ. Đây cũng vậy luôn. Ok. Cái phần thanh ngang này như vậy mình cũng cho hiệu ứng luôn. Rồi, cho này đi. Rồi đây cũng vậy, mình cho nó mờ dần. Rồi ok. Rồi ok. Mình thấy làm thấy vậy được là mình sẽ add bot ra. Thôi nhưng mà mình sẽ add bot luôn. Rồi mời tất cả các anh chị cùng xem cái video intro mình vừa add bot ra. Intro thì mình có rất nhiều cách để mình làm. Intro bằng chữ như cũng được, hoặc intro bằng video cũng được. Video sau thì Bình Dương sẽ làm một intro thực tế bằng quay bằng video mình, những hình ảnh mình quay được. Nếu các anh chị thấy video này hay hãy đăng ký kênh, like, share. Nếu anh chị có ý kiến gì thì có thể comment phía dưới cho Bình Dương biết. Bình Dương xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị ở một video tiếp theo. Xin chào.